tắm miếng sáng mới mát, tranh chấp với nó với tất cả ai. Gia đình mình đi sớm đi tắm biển các bạn ơi, để cho xe về anh. Hôm nay gia đình mình đi tắm biển sớm. Đi anh báo cáo cho tàu biết ai vậy để cái người đó chi ra 78 đô bữa nè. Rồi chú hết thôi vậy rồi. Chú hết rồi vậy. Chú đi trước đi rồi. Chú khỏi phạt con. Giờ này không cho con ngủ. 5 giờ tôi thấy cái chơi người ngủ gì. Trời sáng bét rồi nè, thấy không? Đi sớm khỏe. Không phải muốn lặn cái san hô này đó. Sáng nó mát. Đúng rồi. Nó khỏi mà. Rồi chú bước lên đi, tôi đóng cửa. Buông đi. Chung với lại bác Chiều á, với lại ngày nào cũng pháo bông hết chứ. Khỏi cần trúng số bác Chiều. Dạ. Cái số của anh vì là Thanh Triều á. Yeah. Mà anh cứ ưa nói về cái chuyện mà Lottery Omega gì, Omega gì đó. Vì là Thanh Triều á, thành như là anh nên mua lúc mà nó thấp. Anh cứ mua lúc mà nó cao. Tôi mua lúc 70 rồi tôi mua rồi. Không cần mua cao. Mua cao. Anh bạn tôi thì đòi mua cao mới mua. Lại đừng có mua cái 2 đồng một vé. Anh mua cho em cái 1 đồng một vé đó. Cao lên. Tôi làm cái khúc bên mà quạng mục nhất á, tôi cho nó té chậm lại cực té mà đẹp. Té mà còn lựa cách té này, kiểu té này. Người ta té ngẫu nhiên, còn này cái té bằng té kỹ thuật. Còn có những cái khúc té xấu quá tôi bỏ. Giờ này gần 6 giờ nha các bạn. 6 giờ mấy rồi. Các bạn thấy khung cảnh ở đây có tuyệt vời không? Đẹp từng ngọn cây cọng cỏ. Người ta cũng đẹp, cây lá, cây cỏ, hoa lá cũng đẹp. Đường xá, đèn đuốc cái gì, mây trời cũng đẹp. Mây trời của chỗ khác đâu có mà như vậy. Đây nó làm giống như chỉ mưa, nhưng mà thật sự là mình đây hè đâu có mưa, mà giống như chỉ mưa. Ngộ thiệt. Nó làm gì, nó tạo cho mình một cái khung cảnh mà nó là thần tiên. Bởi vì tôi nói đảo Hawaii là thần tiên của hạ giới. Chính xác 100% luôn. Mình là hạ giới hả? Đảo này là đảo của chúng ta. Chúng ta tới đây chúng ta phải hưởng thụ chứ. Rồi, có mây đẹp hết sức đẹp không? Từ cái mây ở trên trời nó cũng tạo cái cảnh đẹp cho cái đảo này nữa.
các bạn thấy mây không? Mây trên trời đó. Mà nó tạo một cái dàn mây rất là tuyệt vời vậy. Mới sáng là tắm nữa. Để cứ đi ra đây mà không tắm biển là một đường thiếu sót. 10 giờ ra phải trường hả? Mới 10 giờ mình lên đường. Tắm tới 7 giờ. Tắm tới 7 giờ cái mình chuẩn bị đi cái đi ăn uống gì đó. Ăn uống thì tới 10 giờ cái mình ra đường ha. Wow, rất là tuyệt vời, các bạn thấy không? Mặt trời nó ra nó dội xuống, xuống cái mặt biển mà hồng hồng, rất là tuyệt vời. Xin mời quý vị xuống xe tắm biển nhé. Wow, đẹp quá các bạn ơi, khung cảnh này quá tuyệt vời luôn. Rồi đi. To see, but you guys are early, so right now you don't have to see. Yeah, and also it's free of charge. So yeah, you told us. Who told you that? That's why we get here before. Okay. Yeah. So just do you know all the rules and regulations? Yeah. Are you a tour guide? No, he's not. Okay. Family tour. Are you sure? Yeah. Okay. Hold on a second. It's still early. Come over. There. Okay. The park is no smoking, no drinking alcohol, no feeding animals, and no ball play. Okay. And the food and drink only available on top. They open 8:30 and the snorkel shop and the beach open 7. And we have no lifeguard until 6:30. Thank you. Bye bye.
Đây các bạn tới nơi tắm rồi các bạn, ngay biển đây các bạn. Biển này rất là đẹp nha các bạn. Mình xuống đây mình quay cho các bạn xem nha. Rồi, bắt đầu mình đi nha các bạn. Wow, quá đẹp các bạn ơi, rất là tuyệt vời. Biển này có san hô nha các bạn. Wow. Cái danh hai ngọn nghe sao mà dễ mến. Rau cháo dưa cà quanh năm với cuộc đường. Được lòng bao kẻ dẫn dưng. Bố ba cô chính thầm yêu anh đầm thân. Tuyệt vời ha. Về miền Tây nhấp tên lên hai ngọn. Cái huyện lắm giò ai cũng mến thương. Anh ai đừng hát cải lương, tài danh khép chắn cô đào nào cũng thương. Anh hai nổi tiếng miệt vườn, người con có hiếu. Một vùng miền Tây nhắc anh hai ngọn nghe sao lòng thương nhớ. Cô Úc bên nhà không biết có đời mong. Nhiều năm xa cách quê mình, Úc ơi Úc hỡi hẹn ngày về thăm em. Có người ta đi sớm hơn mình rồi phải không? Hả? Ra chơi cát rồi. Hello, hello. Hello. Xuống dưới hả? Dạ. Khoan khoan chưa chụp hình mà. Chụp hình cái hả? Chụp hình hả? Ừ. Bây giờ chụp. Chú Truyền chú lặn ra tuốt ngoài rồi đó. Không, không lạnh đâu, xuống dưới tắm là không lạnh. Chỗ này giây phút tắm là ok. Ok đó. Xuống đây tắm là về là không có bị bầm dập nữa. Chú biết lỗi cái đi hả, ra ngoài biển này tắm.
Biển thì đẹp lắm các bạn ơi. Các bạn nhìn coi, nó có một cái hồ như đây, ngày đó là cái cửa biển nha các bạn, cửa ra biển. Cũng vô đây là một cái hồ, ở dưới san hô rất là đẹp. Nhìn thấy không? Ồ. Oh. Quá trời cá ha. Quá nhiều luôn. Nè. Bắt không có được. Thế vậy? Nó đi. Đứng rồi. Đừng có bắt cá mà không bắt được. Chậm lên chụp hình vậy nè. Mình nựng nó thôi chứ đừng có bắt. Không bắt. Chào các bạn, hôm nay mình tắm biển ở đây cá nhiều lắm các bạn. Mình xuống mình quay cá cho các bạn xem nha. Nó ba con xuống tắm đi uổng lắm á. Biển này quá đẹp luôn. Cực kỳ luôn. Đâu có lạnh đâu. Anh sợ lạnh. Không có lạnh. Xuống nhìn cá không cũng mê nữa. Nói ba con xuống tắm đi. Quá đẹp luôn.